Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 28 tháng 10, huyện Lâm Hà sẽ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng 1976-2016. 40 năm là một khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng đã đánh dấu một chặng đường phát triển của huyện Lâm Hà và những người con thủ đô trên vùng đất đỏ cao nguyên. 40 năm sau ngày mở đất khai hoang, vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Hà, đời sống của người dân Lâm Hà nói chung và người dân thủ đô nói riêng đã có những bước khởi sắc rõ rệt về mọi mặt kinh tế và xã hội. Có được những kết quả đó, ngoài nỗ lực của những người con xa quê để xây dựng quê hương mới, thì nghĩa tình, sự hỗ trợ của chính quyền và nhân dân các quận huyện thành phố Hà Nội là hết sức ý nghĩa, động viên tinh thần vật chất chung tay xây dựng Lâm Hà vững mạnh hơn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn về sự đổi thay của vùng đất Lâm Hà, nơi định cư của người Hà Nội trên đất Lâm Đồng sau 40 năm xây dựng và phát triển. Rời quê hương Hoài Đức Hà Nội theo tiếng gọi của Đảng để vào Nam Bang Lâm Hà xây dựng vùng kinh tế mới năm 1976. Ông Nguyễn Phương Hồ, nguyên Phó Chủ tịch thị trấn Nông Trường Nam Bang, đối với ông lúc bấy giờ không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự, niềm tự hào của thanh niên thủ đô. Với biết bao khó khăn gian khổ, đổ cả xương máu, nhưng trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, không riêng gì cá nhân ông mà những người con thủ đô hết sức tự hào với những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Hà hôm nay. Điều này càng khẳng định chủ trương bố trí lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng là hết sức đúng đắn, hợp với lòng dân. Tôi cho là như thế cuộc sống và cái xây dựng ở vùng này là quá nhanh so với một số nơi khác, mà đặc biệt nó gọi là vùng kinh tế mới, mà nó là một cái quê, chúng tôi xác định đó là một cái quê hương thứ hai của Hà Nội. Vì vậy cho nên là người dân ấy thì bám trụ lại và quyết tâm xây dựng một cái quê hương của mình để vượt qua tất cả những khó khăn khi của cái ban đầu, thì tôi cho đây là một cái điểm rất vui mừng. Từ một vùng đất hoang sơ vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, vùng kinh tế mới Hà Nội đã được thay da đổi thịt, giữ vững và phát triển vững chắc, tạo tiền đề cho việc thành lập huyện Lâm Hà vào ngày 24 tháng 10 năm 1978. 40 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội, 29 năm xây dựng và phát triển huyện Lâm Hà. Dưới sự lãnh đạo quan tâm đầu tư của Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, sự quan tâm giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, Lâm Hà đã vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và được sự hỗ trợ nỗ lực của những người con người của Hà Nội, đến giờ này cái nền kinh tế và cái mức thu nhập của bà con nhân dân sống nó nâng lên rất nhiều. Trong 29 năm qua thì với sự xây dựng và trưởng thành thì nó cũng đã có một cái bước tiến vượt bậc, cái bộ mặt của huyện thay đổi là rất rất nhanh, rất lớn, đặc biệt là từ cái thay đổi về bộ mặt, về hạ tầng, về cơ sở thì người dân càng yên tâm và chung sức để xây dựng cái vùng, cái quê hương mới của mình. Cùng với sự phát triển chung của huyện Lâm Hà, vùng kinh tế mới Hà Nội, Nam Bang, Đức Trọng, Tân Hà, Lạc Tranh, nay thuộc thị trấn Nam Bang, xã Phi Tô, Tân Hà, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ và xã Tân Thanh đã trở thành một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của huyện Lâm Hà. Khẳng định được vai trò và quyết tâm của người thủ đô trong xây dựng quê hương thứ hai trên vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. Mặc dù cái thời gian thành lập đến nay nó chưa dài, nhưng mà bộ mặt của thị trấn Nam Ban có nhiều khởi sắc. Về văn hóa xã hội thì phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì được nâng cao. Nhân dân đã phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đưa vào sản xuất mới ở các cái mô hình, đó là như chăn nuôi, rồi xây dựng các cái tổ liên kết, rồi trồng rau hoa công nghệ cao, vân vân. Thì những cái mô hình đó đã đưa lại những cái giá trị về kinh tế cho những các cái mô hình đó. Ngoài ra cũng là cái nơi để cho các cái hộ dân, nhân dân ở trong vùng học hỏi để phát triển các cái lĩnh vực này. 40 năm gắn bó thì nhân dân cũng đã vượt khó đi lên. Tình hình như này là nhân dân của xã Tân Hà là kinh tế cũng ổn định. Với cà phê là cây trồng chủ lực, ngoài việc đẩy mạnh tái canh nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của cây trồng này, những năm gần đây, Lâm Hà đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi các loại cây trồng
theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương. Trong đó đã có gần 70 hectare đất trồng hoa, diện tích sau là trên 125 hectare. Bên cạnh đó, toàn huyện có khoảng 220 hectare chè chất lượng cao, với 70 hectare chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Số diện tích cây trồng được ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nói trên tập trung chủ yếu tại các địa bàn như thị trấn Nam Bang, xã Mê Linh, Phúc Thọ, Phi Tô, Tân Hà. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá trị đạt trên 500 tỷ đồng một năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Lâm Hà đã có 3 xã là Gia Lâm, Đông Thanh và Đà Đờn đạt 19 trên 19 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. Với sự năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó, cùng với sự đầu tư của nhà nước, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được cấp ủy chính quyền các cấp ở Lâm Hà vào cuộc đồng bộ thực hiện. Các nguồn vốn đầu tư từ chương trình giảm giảm nghèo được huyện ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, nông cụ sản xuất, đất ở và đất sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 đến 45 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%, trong đó hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí mới là trên 12%. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lâm Hà có được như ngày hôm nay trước hết là do sự quan tâm hết sức sâu sắc của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành, sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để huyện Lâm Hà có bước phát triển toàn diện. Thứ hai là có cái sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, nhân dân huyện Lâm Hà vượt qua khó khăn, nhất là thời kinh tế mới, cho đến hiện nay đã trở thành cái huyện tương đối phát triển. Với những cái nguồn lực và những cái sự đóng góp đó, trong thời gian tới tin chắc sẽ tiếp tục có cái bước phát triển nhanh hơn, xứng đáng là một trong những cái huyện đi đầu của tỉnh Lâm Đồng. Nhìn lại chặng đường 40 năm vùng kinh tế mới Hà Nội, 29 năm xây dựng và phát triển huyện Lâm Hà, một thời tuy chưa dài nhưng đã làm thay đổi diện mạo, đánh thức tiềm năng của vùng đất nghèo năm xưa. Chúng ta không khỏi tự hào, phấn khởi, tin tưởng vào những thành tựu của hôm nay mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện. Cùng với sự quan tâm của Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị đã đầu tư hỗ trợ làm nên một diện mạo mới của Lâm Hà. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, công tác điều hành đồng bộ chặt chẽ của chính quyền, sự đồng lòng nhất trí cao của toàn thể nhân dân, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm sẽ góp phần đưa quê hương Lâm Hà ngày càng phát triển vững mạnh và toàn diện ở tương lai. Chăm sóc trên 4 sào đinh quy, bước sang tháng thứ 12. Đây là tháng cuối cùng chuẩn bị thu hoạch, khiến chị Nguyễn Thanh Chương, thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà rất phấn khởi. Bởi thành quả của những tháng ngày vất vả sắp được đón nhận.